Thưa quý vị, hiện có khá nhiều phụ nữ Việt Nam lấy chồng và sinh sống tại Đài Loan. Khởi đầu có nhiều khó khăn, rào cản, nhưng bằng nỗ lực vươn lên, nhiều chị em đã từng bước vượt qua tất cả để dần ổn định trong bước đường lập nghiệp của mình. Tính từ ngày kết hôn và rời quê hương Tây Ninh sang Đài Loan, đến nay đã 16 năm. Chị Nguyễn Mỹ Lan giờ đã là bà chủ của một cửa hàng sản xuất và bán các sản phẩm bánh bông lan nổi tiếng tại Đài Loan. Để có được thành công này, chị đã phải vượt qua rất nhiều khó khăn và thất bại. Mới đầu em mở quán thì gặp rất là nhiều khó khăn. Vốn thì không có nhiều, mở ra thì cửa hàng thì khách không đến mua. Đó, em rất là khó khăn, gần như là thất bại. Thất bại nó kéo dài tới 2 năm. 2 năm rồi thì mình nghĩ là em mới kiên nhẫn. Cố gắng đứng lên để vượt qua cái sự thất bại này. Thì bây giờ cửa hàng của Mỹ Lan bây giờ là ở cả cái Đài Loan ai cũng biết, là rất là nhiều khách đặt hàng. Chị Bội Như cũng đã có 7 năm sinh sống tại Đài Loan. Sau khi tham gia một số khóa đào tạo nghề do chính quyền Đài Loan mở, chị Như quyết định mở một tiệm thẩm mỹ làm đẹp tại nhà. Rào cản lớn nhất với chị khi đến Đài Loan là ngôn ngữ. Và chị đã vượt qua điều này khi chăm chỉ học tiếng Đài Loan từ người chồng của mình. Và hiện tại thì em mở tiệm tại nhà và hy vọng trong tương lai thì công việc của em sẽ ngày càng thuận lợi. Ngoài thời gian làm thẩm mỹ thì em còn học thêm những lớp văn hóa do chính phủ Đài Loan tổ chức. Có vấn đề gì mà không hiểu thì em lại về nhà nhờ chồng giảng dạy, và có thời gian rỗi thì em cũng dạy chồng em tiếng Việt. Nhờ sự kiên trì chịu khó, quán ăn Hồng Út của chị Châu Thị Út quê ở Bạc Liêu hiện nay cũng có thu nhập rất ổn định. Quán của chị nấu những món ăn mang đậm đà hương vị Việt Nam để phục vụ thực khách. Hồi mới mở quán ăn Việt Nam em gặp phải khó khăn. Lượng khách ít, thu nhập không cao. Hơn nữa, mình chưa hiểu hết những yêu cầu của khách. Chẳng hạn như khách Đài Loan và khách Việt Nam, khẩu vị không giống nhau. Cũng là cùng người Việt Nam, khẩu vị của người Bắc và người Nam không giống nhau. Em đã khắc phục bằng cách nấu những món ăn theo yêu cầu của khách. Và khách càng ngày càng đông, thu nhập càng ngày càng cao. Đến Đài Loan, phụ nữ Việt Nam không những cố gắng nâng cao tay nghề, phát triển thương hiệu kinh doanh mà còn rất tích cực tham gia vào các chương trình hoạt động xã hội, giới thiệu văn hóa Việt Nam đến với bạn bè Đài Loan và quốc tế.